chạy đô đa đúng không? 20 phút khi nào máy kia được? 20 phút nữa hả? Từ từ đây là chỉnh gì vậy? Đây là khóa khí. Khóa ra, khóa cửa. Đây là bước 1 là anh em bật con anh em. Rồi. Bước 2 là anh em tháo lọc gió. Rồi. Ra và cắm cái ống khí vào cổ đường cổ hút đấy. Rồi. Bước 3 là nổ máy lên. Nhưng sau này em sẽ có cái dán cho anh em thấy. Hôm nay nó hơi chay. Bước 4 là anh em ấn và giữ nút start này 3 giây. Thả ra thì cái đèn răn này sẽ sáng này. Răn sáng này. Thì anh em sẽ đợi một lúc để thấy cái đèn vàng nó lên. Ba đèn này trên tiếng Việt nó là gì? Đèn này là báo áp suất này, khi áp suất đạt. Tức là mình quá khí này, khí không ra được ngoài thì nó sẽ bên trong nó có phải tích khí. Nên nghe cái tủ mới thả ra thôi. Đây là trường cái này để cảnh báo khi nào cái này vang một chiều nó tắt này. Nó tắt thì anh em sẽ cái này nó bảo vệ. Trong này có một cái này áp suất. Dạ, nếu mình bị tắt nó không có tiếng ép được á. Sẽ báo. Khi nào đèn sáng mới mở à? Dạ. Như một số cái đèn sáng mở lên thì khi mà đèn sáng mở lên thì thấy nó xe máy nó rồ ga lên. Còn em thì khuyến cáo anh em bỏ qua cái giai đoạn mà mở cái này. Cái mở sẵn luôn. Mở sẵn luôn. Sau là cứ vậy để chạy hết 20 phút thôi. Cái này nó có cái thời gian đồng hồ này có thời gian đếm ngược này. 20 phút sau thì 20 phút nó tự ngừng anh. Máy nó tự tắt luôn anh. 20 phút là tự tắt. Mình có thể tăng giảm thời gian không anh? Cái này không tăng giảm thời gian được, mặc định 20 phút. Mặc định là vậy luôn ha. Vâng. Lập trình ăn lập trình được nhưng mà mình để 20 phút để cho đảm bảo hiệu quả cho khách hàng. Rồi, còn cái này là khi nào nó báo? Không, đang báo hả? Cái này là khi nào bên trong nó nóng quá, nhiệt độ bên trong nó cao quá thì đèn này sẽ nổi lên. Chờ pha từ ngắt của nhà máy tính này hả? Đây quy trình nó có nhiều thôi. Vâng, máy này là dễ hơn máy vệ sinh phun. Giờ dưới rồi tắt đi làm lại cái coi. Rồi, đang làm đủ rồi. Cái này lỡ ví dụ nóng quá nó sáng miết nó không có hoạt động mấy phải chờ trời nguội. Và khi mà nó phải chờ nguội mới hoạt động tiếp mà. Vâng, chờ nguội thì hoạt động tiếp. Làm như thế nó bảo vệ máy. Tầm bao lâu thì nó mới nóng cỡ cái đèn báo á. Mình xài tùy từng máy, tức là có máy là máy nó hoạt động lâu rồi ấy thì nó nhanh nóng hơn. Quay trong này này. Bỏ mát đi, bỏ mát. Là cái tổ hút gió, nói chung là mỗi cái dòng xe nó rất là khác nhau, mình không kinh nghiệm nhiều khi rất là vất vả. Khi xe này xe của Honda thì cái ống cổ hút thường ở lên trên cảm vào là dễ chứ. Dòng của Yamaha thì cổ hút nằm ngang hoặc nằm nghiêng xuống này, nằm ở đây giữ. Hoặc là vợ nó làm nhiều nên nó phải chế cái đồ giữ ống lại. Cái này ra phần nên nó ra là đồ không khí mà nó đẩy cửa. Đem sơ đắm. Đây là mức lúc nào phải chơi thay bật đèn luôn. Bỏ lên xem thấy gì. Đây bật đèn. Đây anh em thấy khói này. Cái này mà mất một đàn lửa đây là nổ bùng đấy. Cái ống trắng là để gì anh? Ống trắng đấy là để nó không bị trào bọt lên. Xử lý bọt. Cái này là nó smoky. Nhưng mà đến dưới mà anh đâu có được giữa đâu. Cái chi nó đây là không có nghe. Cái thùng nước vô. Một chai mà nói chung một chai lít rưỡi đó là 200 cc đó. Chai lít rưỡi là khoảng 400 ngàn. Nước cái độ giữa hai bạch đen. Hóa chất thì xài cỡ 200 xe thay một bạc. Mức này. Thì sắp hết rồi. 3 này đi Biên Hòa, 3 đi Biên Hòa, 5, 6, 7. Có nó thì cái đèn kẹp. Rồi tắt rồi đó. Nó không có nhảy ép rồi đúng rồi. Đúng rồi. Nó đèn sáng. Nó nói dỉnh ra mạnh nên sau khi đặt. Cái đèn khoan, dưới cái bộ đi, dưới cái bộ. Cái gì vậy? Quay.